Xin được chào mừng các bạn. Chúng ta bắt đầu livestream với nhau trong một chủ đề mâu thuẫn vợ chồng, nhân và quả. Chủ đề ngày hôm nay là tôi nhận được phản hồi của một cái livestream hôm trước rằng có nhiều đoạn video sẽ bị mất từ 5 phút đến 7 phút và nó không liền mạch. Và tôi đã hứa với các bạn rằng tôi sẽ livestream lại với chủ đề này. Và chào mừng các bạn tham gia cùng tôi để chúng ta cùng chia sẻ về vấn đề hạnh phúc vợ chồng. Hạnh phúc vợ chồng, một mối quan hệ mà nó rất quan trọng với cuộc đời chúng ta. Cuộc đời này thì chúng ta có rất nhiều mối quan hệ. Cái bao trùm khái quát là quan hệ gia đình, sau đó thì quan hệ xã hội, rồi quan hệ cộng đồng. Cái khái quát như vậy. Vậy thì trong mối quan hệ này, nếu chúng ta đi sâu vào thì nó bao gồm các mối quan hệ chi tiết hơn, bao gồm mối quan hệ với bố mẹ, với bố mẹ ruột của mình, rồi sau đó là tứ thân phụ mẫu, rồi cái mối quan hệ giữa vợ và chồng, rồi mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, rồi mối quan hệ giữa anh em họ hàng trong gia đình, rồi mối quan hệ với bạn bè, mối quan hệ với đồng nghiệp và mối quan hệ với cộng đồng. Vậy hạt nhân của mối quan hệ, hạt nhân trong tất cả các mối quan hệ vừa rồi, quan trọng nhất là mối quan hệ với bố mẹ. Mối quan hệ với bố mẹ. Khoa học tâm linh đã chỉ ra rằng bố mẹ là gốc rễ. Và nếu như ai đó trong chúng ta đang mâu thuẫn với bố mẹ, tức là cứ ngồi nói chuyện với bố mẹ chỉ được khoảng vài phút thôi hay là vài câu thôi là đã nóng nảy, mâu thuẫn đã bỏ đi rồi, thì nghĩa là người đó đang mất kết nối với gốc rễ của mình. Bởi vì con người chúng ta chỉ là lá, mỗi cá nhân chúng ta đây này, hiện tại chỉ là lá, và bố mẹ chúng ta là gốc rễ. Vậy khi chúng ta mất kết nối với bố mẹ, nghĩa là chúng ta mất kết nối với gốc rễ. Như vậy thì cái sự nghiệp kinh doanh, rồi sự nghiệp thăng tiến, cái vị trí xã hội, uy tín xã hội, rồi cái sự nghiệp trong nhiều các mối quan hệ khác, rồi cái đời sống gia đình, nó bị mất đi cái nguồn sống gốc rễ như vậy thì nó sẽ héo hon và nó úa tàn. Thì hôm trước tôi đã nói về mối quan hệ này và tôi khuyến nghị rằng nếu những ai đang bất hòa với bố mẹ thì hãy ngay lập tức hóa giải mối quan hệ này. Thì mọi chuyện của bạn về kinh doanh, về cuộc sống gia đình, về các mối quan hệ và tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống, nó sẽ thay đổi ngay lập tức và nó sẽ trở nên tốt đẹp. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi đến mối quan hệ thứ hai, tức là mối quan hệ quan trọng thứ hai trong cuộc đời chúng ta, đó là mối quan hệ vợ chồng. Mối quan hệ vợ chồng. Cuộc đời này chúng ta có rất nhiều mối quan hệ, nhưng có một mối quan hệ mà xuyên suốt cuộc đời chúng ta, gây cho ta những đau khổ tột cùng nhưng cũng cho ta những sung sướng tột cùng, đó là mối quan hệ vợ chồng. Có phải không, từ lúc yêu nhau các bạn, từ lúc mà chúng ta còn rất trẻ yêu nhau, thì khi bắt đầu là phải lòng nhau bằng những ánh mắt, nụ cười và bắt đầu thích nhau, thì có phải là đêm về nhớ, ngày thì mong gặp không nào, và chúng ta thổn thức vô cùng để gặp được nhau, ăn không ngon, ngủ không yên khi mà hai người giận nhau. Và chúng ta phải quyết lấy nhau bằng được. Lấy nhau bằng được. Vậy khi hai người còn trẻ, làm sao mà họ có thể lấy nhau được? Bởi vì cái giai đoạn đó, họ đã dùng một cái tâm thức, họ đã vô tình hay hữu ý không biết, là họ đã dùng một cái tâm thức bậc cao để ứng xử với nhau. Trong khoa học tâm linh thì đây gọi là tâm thức bậc cao. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng làm rõ tâm thức bậc cao là gì, tâm thức bậc thấp là gì, tâm thức mức độ cao là gì, tâm thức mức độ thấp là gì. Chúng ta sẽ không cần đi sâu quá vào khoa học này bởi vì nó sẽ là một cái ngành khoa học mà chúng ta cần hiểu. Đơn giản chúng ta chỉ cần hiểu thế này: tâm thức bậc cao là đi bên phải đường, còn tâm thức bậc thấp là đi bên trái đường. Chỉ đơn giản hiểu đến vậy thôi.
Và vậy bản chất của tâm thức bậc cao là gì? Bản chất của tâm thức bậc cao là khi chúng ta dùng cái tâm thức bậc cao để chúng ta mang ra ứng xử với nhau trong cuộc sống này, trong mọi mối quan hệ nói chung và mối quan hệ vợ chồng nói riêng. Thì bản chất của mối quan hệ của tâm thức bậc cao nó mang tính tích cực. Nó mang tính tích cực. Và thứ hai, nó mang tính xây dựng. Xây dựng, hợp nhất. Và thứ ba, nó mang cái tính sáng tạo. Thì khi các bạn trẻ, chúng ta đã vô tình không biết rằng chúng ta đã dùng tâm thức bậc cao để ứng xử với nhau. Cho nên cái giai đoạn yêu đó thì hai bạn trẻ nhìn nhau rất là đẹp. Người kia nói thì người này nghe. Và tất cả mọi cái thứ gì gọi là khiếm khuyết thì đều trong mắt nhau đều là đẹp cả. Đều là tuyệt vời cả. Ví dụ như người con trai ăn mặc có tình toàn thì người con gái thấy rằng anh ấy không có cầu kỳ quá. Anh ấy là con người rất là đơn giản như này thì rất là tuyệt vời. Còn sống với người cầu kỳ quá thì có khi là khó sống, không sống được đâu. Rồi người con trai khi nhìn người con gái thấy hiền lành, thấy ít nói, rồi thấy cái gì cũng nhường nhịn mình thì nghĩ rằng là người con gái này tuyệt vời với mình đây. Biết nhường nhịn, biết nghe lời thế này thì sau này thì về gia đình sẽ êm ấm mọi chuyện. Và những đứa con của mình cũng như vậy. Nếu được người mẹ hiền dịu như thế này nuôi nấng thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ êm ấm và gia đình mình là một gia đình tuyệt vời. Và với cái suy nghĩ như vậy thì hai người trẻ cứ gặp nhau cái là khi chuẩn bị gặp nhau thì trong cái cảm xúc của mình đã nghĩ về người kia cực kỳ tốt rồi. Mong được gặp đã cực kỳ tốt rồi. Cho nên cái sự hân hoan rồi tất cả cái khiếm khuyết không là vấn đề gì. Ví dụ như người con trai hẹn người con gái và người con gái có ra muộn một tí thì cũng chả sao cả. Vẫn vui vẻ. Rồi sau đó thì nhiều lần như vậy rồi thì cũng thấy rằng là cũng thấy hơi không hài lòng rồi đấy. Nhưng mà khi người con gái mà ra đến nơi mà nói một câu gì đó thì có lẽ là lại cười ngay và mọi chuyện là ok ngay lập tức, lại không vấn đề gì. Anh đợi được, đợi em cả đời nữa được, nữa là đợi một tiếng đồng hồ chả sao cả. Và lúc đó thì họ dùng tâm thức bậc cao. Chúng ta hiểu như vậy. Vậy tâm thức bậc thấp là gì? Tâm thức bậc thấp là bản chất của nó là mang tính tiêu cực. Mang tính tiêu cực. Và nó mang tính đè nén. Và tiếp tục nó mang tính phá hủy. Có ba cái yếu tố như vậy thôi. Nó là tiêu cực, nó là đè nén, và nó là phá hủy. Vậy thì ta biết rồi, nếu ta dùng cái tâm thức bậc thấp để chúng ta ứng xử với nhau thì cái kết quả như thế nào chúng ta đã biết rồi. Nó rất tiêu cực, nó đè nén lại mọi chuyện, nó làm tổn thương nhau. Và cuối cùng kết quả của cuối cùng của cái điều này là nó phá hủy. Phá hủy hạnh phúc của gia đình, phá hủy mọi chuyện. Chúng ta nói tiếp là vì sao mà hai người lại yêu nhau? Là bởi vì thế này. Khi họ còn yêu nhau ấy, thì họ đã thực hiện, cũng lại vô tình hay là hữu ý, họ đã thực hiện một cái chiến lược gọi là chiến lược yêu. Gọi là chiến lược yêu. Tức là hai bên đều dàn binh bố trận để chiến thắng nhau. Chiến thắng nhau trong cuộc chiến thắng này là gì? Nghĩa là tôi phải lấy được cô. Thế mà như này, cô gái thì sao? Tôi phải lấy được anh. Và họ bắt đầu dàn trận. Ví dụ dàn trận như thế nào? Họ sẽ dàn trận như thế này. Khi bắt đầu hẹn được nhau là họ bắt đầu gì? Người con trai thì bắt đầu là xem đồng hồ, chuẩn bị sớm đến giờ đó, về nhà tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ quần áo nào nó lịch lãm một chút, nó lịch sự một chút, rồi mọi thứ nó tươm tất một chút, rồi đánh cái đôi giày cho nó bóng, rồi là kiểm tra ví để cho nó dày dặn, để đỡ bị tình huống bất khả kháng nào nó bị ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Và sau đó rồi chuẩn bị một cái tâm thức thật là rộng rãi, thật là thoải mái để đi đón bạn gái. Và với người con gái thì sao? Rồi hôm nay là hẹn thì cũng về sớm, rồi tắm rửa, rồi là cả cái tủ quần áo đấy, hết thử bộ này đến thử bộ khác để xem cái bộ nào ưng ý nhất. Rồi là xem cái túi đấy, khoác bên phải, khoác bên trái, nhấc bên trên, khoác ra tay ra xem sao, thế nào là cho nó hợp lý để cho nó duyên dáng, nó điệu đà. Rồi thì sức nước hoa, rồi thì đi đến cái đôi dép nào hay đôi guốc nào, đôi giày nào trông cho nó có vẻ kiểu diễn. Rồi là gì, trang điểm. Rồi là làm vài cái thứ phụ kiện làm sao đó để mình trở nên xinh đẹp, trở nên duyên dáng và trở nên là
ngon lành cành đào trước mắt người con trai. Và hai người thì sau khi dàn quân dàn trận như vậy thì bắt đầu dạ đến chiến tuyến. Đến chiến tuyến nghĩa là sao? Là hai người bắt đầu là gặp nhau và bắt đầu chở nhau đi chơi. Thì họ bắt đầu hẹn nhau là gì? Ăn tối. Sau đó thì họ bắt đầu hẹn nhau đi xem phim. Xem phim xong thì bắt đầu đưa nhau về. Hoặc là nếu xem phim xong mà còn sớm thì có thể lại ngồi ở đâu đó, lại cà phê chẳng hạn. Đấy là cái giai đoạn rất là lịch sự, rất là mơ với nhau. Thế và hai người vào quán cà phê giữa một cái tiếng nhạc du dương là bắt đầu nói vào những cái câu chuyện rất là ước mơ, rất là to đẹp và lãng mạn trong cuộc sống này. Ví dụ người con trai thì là gì? Đối với anh thì tiền không quan trọng. Bởi vì người con trai, đối với người con trai thì vấn đề là tinh thần, đối với là thái độ, với vấn đề là tư duy mới là quan trọng. Rồi sau này thì mọi thứ đều làm được hết. Chứ còn thì tiền không phải là vấn đề. Bởi vì có nhiều tiền mà chẳng hạnh phúc thì cũng chẳng là vấn đề. Vậy thì lúc đó thì người con gái nghe thì ngưỡng mộ khủng khiếp. Trời ơi, anh trai này tuyệt vời. Tinh thần anh ấy tuyệt vời. Tiền không phải là vấn đề. Thế thì tuyệt vời quá. Người con trai này thì đúng xứng đáng là cái chỗ dựa của cuộc đời mình đây rồi. Mình tìm được rồi. Thế và đôi mắt của người con gái thì tròn xoe để bắt đầu nhìn đầy ngưỡng mộ. Về người con trai có vẻ như là được tiếp cái năng lượng đó thì cảm thấy mình là lúc này là tự tin như là một vị tướng vậy. Thế còn thì người con gái thì cứ ngồi đấy mắt tròn mà nghe. Thì thỉnh thoảng ô wow hay thế anh. Thế thỉnh thoảng thẽ thọt một cái câu nào đó. Thì người con trai bắt đầu là nhìn người con gái này. Người con gái này tuyệt vời, đây là người con gái của đời tôi rồi. Bởi vì dịu dàng quá đi thôi. Bởi vì cứ mắt tròn xoe mà nghe tôi thế này thì tuyệt vời. Như thế này thì gia đình sẽ yên ấm cuộc tuyệt vời. Thế là họ bắt đầu lấy nhau. Họ thấy rằng là rất vừa ý với nhau để họ lấy nhau. Vậy thì ở giai đoạn này có điều gì chú ý đây? Ở giai đoạn này, hai người, kể cả người con trai lẫn người con gái đều đang gì? Giấu đi cái bản chất thật của mình. Đang giấu đi cái bản chất thật của mình. Cái bản chất thật này là bản chất gì? Cái bản chất thật này là cái bản chất mà người con trai hay người con gái được sinh ra từ đâu? Được sinh ra từ đâu? Được lớn lên trong môi trường như thế nào? Và hai cái gia đình đó, hai cái môi trường đó, họ có một cái phong văn hóa ra sao? Phong văn hóa ra sao? Rồi hai gia đình đó họ có một cái ứng xử với nhau như thế nào? Rồi hai gia đình đó nó có những khiếm khuyết hạn chế gì? Thì giấu biệt đi. Giấu biệt đi. Và chỉ trưng ra những cái gì là hoàn thiện nhất thôi. Và như vậy thì nó mới trở nên hoàn hảo trong mắt nhau. Và tất cả khi có khiếm khuyết hạn chế gì thì bào chữa bằng được để tạo ra sự tin cậy, tạo ra sự tôn trọng, tạo ra sự ngưỡng mộ của bên kia. Và thế là người ta nói rằng gì? Khi yêu thì tất cả nó là màu hồng hết. Nó gọi là gì? Hay nói trong nháy nháy nó gọi là mù màu. Mù màu. Vì sao? Bởi vì chúng ta còn rất trẻ, chúng ta không thể nào nhìn thấu được mọi chuyện. Cho nên thì chúng ta quyết định. Quyết định với cái hiểu biết non nớt, quyết định với cái hiểu biết bồng bột và quyết định với cái hiểu biết nó rất là cảm xúc, nó thiếu lý trí trong đó. Thế là lấy nhau. Rồi, và bây giờ lấy nhau thì nó cũng bình thường như là cái cuộc sống này thôi. Nó cũng bình thường cái quy luật mà khi mà người con trai và người con gái lập gia đình thì nó bình thường như quy luật là ngày và đêm vậy. Như là xuân hạ thu đông vậy. Nó phải có tất cả các cung bậc như vậy. Và nếu như đủ hiểu biết để chúng ta thấy đấy là những cái mùa bình thường của trong năm thì chúng ta có vận hành thuận theo cái mùa trong năm. Nhưng nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ vận hành ngược các mùa và chúng ta tự gây ra cái sự khó chịu. Và cái sự khó chịu đấy thì chúng ta bắt đầu đổ lên đầu của nhau. Vậy thì trong hôn nhân thì nó có 6 cái cấp độ hôn nhân. Cấp độ đầu tiên thì được gọi là cấp độ hôn nhân như mơ và hôn nhân tốt. Đó là cái giai đoạn đầu, hai người trẻ bắt đầu lấy nhau và bao nhiêu tiền họ bắt đầu đi du lịch tuần trăng mật này. Rồi là họ về họ nhìn nhau này, họ giúp nhau này. Ví dụ người con gái về nhà người con trai thì bắt đầu là nấu cơm này, thể hiện mình này, quét nhà rồi giặt giũ này, đủ thứ này. Và nếu như người con gái mà có vẻ như là lá ngọc cành vàng mà chưa quen lắm thì người con trai sẵn sàng lao vào bếp là giúp vợ mình. Rồi hai người rất là vui vẻ trong cái giai đoạn là hỗ trợ nhau như vậy. Đấy là giai đoạn trong mơ. Và chúng ta nhìn nhau như thế rất là ngưỡng mộ và thấy là anh giúp em giúp anh. Và như thế là họ vô cùng hạnh phúc. Gọi là giai đoạn trong mơ và hôn nhân tốt. Và giai đoạn hôn nhân trong mơ tốt này nó gọi là cái tuần trăng mật qua đi. Tuần trăng mật này qua đi. Và bắt đầu là cái ứng xử nó bắt đầu là cái tính bản chất nó bắt đầu bong ra.
nó bắt đầu lộ ra. Nó bắt đầu lộ ra. Và thì nó bước đến cái giai đoạn 2. Bước đến giai đoạn 2 này thì nó gọi là hôn nhân ổn. Tức là cái ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Sáng đi chiều về, sáng đi chiều về, sáng đi chiều về, tối ăn cơm xong lại sáng đi chiều về, tối ăn cơm. Những câu chuyện nó không có gì mới mẻ cả. Thế và nó gọi là cái giai đoạn hôn nhân ổn. Bởi vì nó không có cái gì là lớn chuyện. Cho nên cũng chả có cái gì cãi nhau lớn. Cũng chả có cái gì là bất bình với nhau lớn. Cũng chả có cái gì là bị gây ra những cái suy nghĩ lớn. Cho nên gọi là hôn nhân ổn. Ok. Chào các bạn. Tôi có một cái phản hồi của một bạn tôi, của anh Trung rằng là không có tiếng. Vậy thì các bạn hãy cho tôi biết rằng là mình có tiếng không ạ? Có tiếng không các anh? Hãy phản hồi giúp tôi ạ. Có tiếng không ạ? Nếu không có tiếng thì đây là một cái lỗi rất là mạnh. Thì có tiếng không anh chị ạ? Để cho tôi một phản hồi ạ. Và cho tôi các anh chị hãy cho tôi một phản hồi rằng khi tôi đang nói đây ạ thì có tiếng không ạ? Các anh chị có nghe được không ạ? Tiếng tốt, bạn Trung ạ. Tiếng tốt mà. Bạn Trung có thể kiểm tra lại cái âm thanh ở bên máy của bạn xem giúp tôi. Mọi người nói là tiếng tốt. Vâng, ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đây. Chúng ta đang bước sang cái giai đoạn 2 là hôn nhân ổn. Nghĩa là không có một cái gì nó gây ra cái nặng nề giữa hai người cả. Nó gọi là hôn nhân ổn. Và ở giai đoạn này thì nói chung là không có cái gì mâu thuẫn cả. Cả hai vợ chồng cứ thế thôi, góp gạo rồi là mọi chuyện nó đều gì là lương thì đưa đủ cho nhau, rồi đưa đủ cho bố mẹ, rồi mọi thứ nó đang ứng xử ok. Nhưng cái giai đoạn này thì nó giống như việc là ta trồng một cái cây nhưng chúng ta chẳng có tưới tắm gì, chẳng chăm bón gì và chẳng tỉa lá tỉa cành gì ấy. Thì nó cứ mọc tự nhiên như vậy thôi. Và những cái thứ mà không mong muốn thì nó bắt đầu nó mới nảy ra. Nhưng nó chả là vấn đề gì lớn nên đây nó gọi là hôn nhân ổn. Nhưng mà cái giai đoạn này thì bắt đầu nó là nếu không nuôi nấng, nếu không chăm sóc thì nó bắt đầu xảy ra một cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba tôi được gọi là giai đoạn bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Tức là hai người bắt đầu là gì? Có con và bắt đầu bị bận vào giai đoạn là nuôi con. Còn người chồng thì khi bắt đầu là có thêm thành viên mới thì bắt đầu lao vào công việc kinh doanh nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn để đáp ứng cái cuộc sống này. Thì lúc này này còn không để ý đến nhau nhiều nữa. Thì nó gọi là giai đoạn cùng phòng. Tức là về nhà thì chung nhau cái wifi. Về nhà chung nhau cái wifi. Tức là mọi việc nó xong xuôi rồi cái thì về đến nhà thì sao? Người phụ nữ thì bắt đầu vào bếp. Người con trai thì lúc này gì? Lấy cái tiếng rằng là mình đi làm về mệt rồi, bây giờ phải được nghỉ ngơi. Và không giúp vợ mình nữa. Không giúp vợ mình nữa. Thôi thì có con thì chơi chơi một tí thôi, xong lại đi đâu đó làm cái gì đó. Còn người vợ thì gì, vừa nấu bếp xong con cái thì mè nhau xung quanh mà mọi thứ nó rối rắm lên thì bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng mà cái giai đoạn này nó gọi là giai đoạn bạn chung phòng. Dùng chung wifi, dùng chung tủ lạnh, dùng chung máy giặt, dùng chung cái giường, dùng chung cái phòng, dùng chung bóng điện. Tất cả mọi thứ coi như là bạn cùng phòng dùng chung. Mọi thứ nó cứ nhạt, nó cứ thế thôi. Ngày nào trôi đi trong nhạt nhòa như vậy. Đây cấp độ thứ ba gọi là cấp độ là bạn cùng phòng. Đã. Rồi, bạn cùng phòng này thì cũng chả có gì để nói nhau lắm. Ngoại trừ những cái chuyện cực kỳ quan trọng thì lúc đấy thì hai người mới hỏi đến nhau. Và cái giai đoạn này thì nó thấy rằng là ôi dồi, cuộc sống nó cũng khá là nhạt nhẽo rồi. Và nó thấy rằng là có vẻ như là hình như có cái gì đó sai sai trong cái hạnh phúc này. Hình như là mình lấy nhầm phải ông chồng hay là mình lấy nhầm phải bà vợ này. Và lúc này thì họ bắt đầu mới chợt nhìn nhau và bắt đầu thấy rằng là có một cái gì đấy nó không hài lòng trong mình. Và bắt đầu thấy nó cứ nhăn, nó cứ nhăn nhóm một cái gì nó khó chịu. Và nhìn ông ấy thì nếu mà đi sáng đi làm mà ông ấy không bovin cái quần áo nó hẳn hoi một cái thì mình nhìn mà ông này dạo này cầu thả quá cơ. Dạo này cầu thả quá, có vợ rồi cầu thả quá. Rồi thì người chồng thì lại nhìn vào người vợ thế này. Dạo này trông có vẻ cái mặt nó cứ cầu cậu suốt ngày ấy nhỉ. Làm cái gì mà cầu cậu thế này. Trước đây chả bù cho trước đây về nhà thì vui vẻ thế, bây giờ về nhà mặt cứ cọ 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 này, làm sao mà cọ cọ, có cái việc công to việc lớn gì đâu mà cọ cọ cái này, không biết tôi đi làm mệt thế này à? Tức là họ cứ độc thoại trong đầu như thế. Cái giai đoạn bạn cùng phòng này này, họ cứ độc thoại trong đầu với nhau thế và bắt đầu cảm thấy chán ngán, bởi vì họ có nuôi nấng cái điều đấy đâu, họ có giao tiếp với nhau đâu để có thể thấu hiểu một lần nữa rằng là tôi đang thấy khó chịu trong lòng đây. Và họ cứ như là hai bạn cùng phòng ấy, cố nhịn nhau để sống chung cho nó ok, đừng xảy ra việc gì lớn.
Vậy thì cái thời gian này cái khó chịu bắt đầu là nó nảy sinh trong cái tư tưởng của mỗi người, là đến cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn tẩu thoát. Tẩu thoát thấy có vẻ như là không ổn rồi. Mà trong khi đó thì nhìn cái người ngoài của cuộc sống này, sao thấy mọi người ok thế, trông người ta lịch lãm, trông người ta ok, trông người ta sạch sẽ, trông người ta nói năng nó ok, và trông người ta có những hành động nó rất là giúp đỡ nhau, rất là trách nhiệm, rất là hào hoa phong nhã. Nhìn người khác bắt đầu như vậy và bắt đầu thì lên kế hoạch cho mình. Thế nhưng mà tẩu thoát lúc này thì nó không tiện, nó không tiện tí nào cả. Và họ phải làm gì? Họ phải bảo thôi, thôi thế thì là thôi chờ con cái lớn, chờ con cái lớn thì bỏ, chờ con cái lớn thì bỏ. Rồi thứ hai là gì? Thôi thì chờ tài chính nó ổn ổn một tí thì thôi thì chia tay. Hay là gì? Thôi chờ cho các cụ 250 để cho tròn cái phận sự con cái, để các cụ đỡ đau lòng thì chia tay. Rồi hay là gì? Tìm được người khác thì ok thì thôi bỏ. Tìm được người khác thì ok bỏ. Tức là họ bắt đầu là gì? Không dám phá vỡ cái hạnh phúc của mình, không dám sòng phẳng để sửa chữa những sai lầm hay là giải quyết những cái mâu thuẫn lăm răm gây khó chịu trong hai người. Mà họ mỗi người trong đầu nảy ra một cái ý định nhăn nhóm là cứ tự thoại với nhau rằng là lên một cái kế hoạch tẩu thoát. Lên một kế hoạch tẩu thoát. Rồi, cái này nó được nuôi nấng lâu rồi thì nó bước sang một cái giai đoạn thứ năm. Và bắt đầu là giai đoạn là ly thân. Giai đoạn bắt đầu ly thân và nặng hơn là ly hôn. Là bởi vì tại sao ly thân? Là bởi vì không tiện, bởi vì hai người vẫn cảm thấy rằng là rất có trách nhiệm với con và không muốn cho con biết. Cho nên là họ gì bảo thôi ly thân. Vẫn cùng chung nhau cho nó con có cái, nó có bố có mẹ rồi ly thân. Và đây là một cái giai đoạn cực hình giữa hai người. Họ không còn yêu nhau nữa, họ nhìn nhau cực kỳ khó chịu, thế nhưng lại vẫn phải sống chung nhà. Vẫn phải sống chung nhà. Và như vậy là họ nhìn nhau với một cái ánh mắt nó không hài lòng thế nào cả. Và khi các bạn có biết không, khi trong chúng ta có cái suy nghĩ tiêu cực như thế này này, thì chúng ta đã vô tình không biết rằng chúng ta đang hại cơ thể mình. Các bạn có một cái cuốn sách gọi là Tư duy tích cực, thì các bạn đọc cái phần này, ngay trong đầu người ta nói rõ việc đấy là tại sao lại như vậy. Rồi cái giai đoạn thứ 5 này, ly thân ly hôn rồi, xong rồi, thì bắt đầu nó sang bước sang cái giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6 là được gọi là giai đoạn lạc lối và tổn thương. Lạc lối và tổn thương. Nghĩa là có thể vì một người con trai hay con gái yêu sâu sắc quá hay là bị phụ thuộc quá, và bây giờ thì thấy rằng bị hụt hẫng trong việc chia tay, thì bắt đầu sinh ra thù hằn. Không chỉ thù hằn cái người bạn đời của mình, mà bắt đầu thù hằn cả cái giới mà ngược với giới mình. Ví dụ người phụ nữ thì bắt đầu thù hằn đàn ông và thấy rằng là tất cả đàn ông đều khốn nạn. Rồi, thế còn người đàn ông mà khi bị tổn thương mạnh mẽ quá khi yêu người đàn bà, thì khi bắt đầu bị bỏ thế này, thì bắt đầu là nhìn người phụ nữ rằng là tất cả phụ nữ đều là giả dối. Cả hai phía bắt đầu nhìn nhau một cuộc sống như vậy. Vậy thì bắt đầu lao vào, họ gọi là gì? Là giai đoạn gì? Tổn thương và lạc lối. Thì gì? Họ bắt đầu lao vào những cái cuộc gì? Yêu đương và chát táng để phá đời mình. Tức là Makeno, kệ nó. Thôi đã đến nước này rồi thì cứ thôi lo cho bản thân mình, ăn chơi đi, đời sống là mấy. Thì nó có hai dòng. Một dòng là lao vào ăn chơi cho thôi, đời nó chỉ có thế thôi, kệ nó, đến đâu thì đến. Còn một cái dòng khác là thù hằn đời. Thì đây là cái cấp độ thứ 6 trong hôn nhân. Và coi như vậy, những người lao vào cái câu chuyện là lạc lối và tổn thương này thì đều cách này hay cách khác đang hủy hoại cơ thể mình rồi. Đang hủy hoại cơ thể mình. Và coi như là hôn nhân trở thành địa ngục, và họ bắt đầu sống một cái cuộc sống mà nó rất là tệ. Nó rất tệ. Vậy thì tại sao mà từ một tình yêu đẹp như vậy, nhìn nhau là trong mơ như mắt nhau như vậy, thì lại bước ra cái giai đoạn này? Là bởi vì trong cuộc sống này, chúng ta đã không hiểu biết rằng tất cả các cung bậc trong mối quan hệ, cũng như là các cái vấn đề, sự kiện hiện tượng trong cuộc sống này, thì đều có một cái cung bậc, là nó đều có cái nhiệt kế. Giống như con người á, dù có năng lượng mạnh mẽ đến đâu, tất cả mọi thứ đến đâu, thì cũng có lúc tụt năng lượng. Nắng, mưa, xuân, hạ, thu, đông, đó là cái việc của quy luật cuộc sống. Và như vậy thì người ta gọi là như cái sự thêm mắm thêm muối, hay là cái sự thử thách của cuộc đời vậy. Thử thách của cuộc đời xem là thế nào. Chứ không phải là cuộc đời cứ bằng phẳng mãi, thì cuối cùng là chả có gì gọi là thú vị cả. Thế nhưng nếu chúng ta không hiểu được, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta đâm ra lại nhìn những cái thử thách cuộc đời, nhìn những cái rủi ro cuộc đời đấy, không coi nó là một thử thách để thử thách cái ý chí,
để thử thách cái lòng trung thành, để thử thách cái tình cảm, để thử thách cái trách nhiệm. Và lúc đấy chúng ta lại bắt đầu đổ vấy cho là tại nhau thì tôi mới thế này. Vậy thì ở trong cái cấp độ là về mâu thuẫn thì thực chất nó là tổn thương đấy. Mỗi người bị tổn thương rồi nó mới sinh ra mâu thuẫn, thì nó cũng có bốn cấp độ mâu thuẫn rồi mới đến cái chuyện là tan nát hạnh phúc. Mà hầu hết thì không nhận ra những điều này. Thì chúng ta nói về cái cấp độ đầu tiên của cấp độ mâu thuẫn. Cái cấp độ đầu tiên của mâu thuẫn thì nó là giai đoạn đầu tiên, nó gọi là giai đoạn kháng cự. Giai đoạn kháng cự này, các bạn ạ. Nghĩa là giai đoạn này là sao? Giai đoạn này tức là sau cái tuần trăng mật rồi. Sau tuần trăng mật rồi thì bắt đầu đến cái giai đoạn mà nó quá là bình thường, quá là nhàm chán, thì đến giai đoạn là kháng cự. Nghĩa là người này cứ nói điều gì thì người kia hơi cảm thấy khó chịu. Người này làm cái gì đó thì người này bắt đầu hơi cảm thấy khó chịu. Thì lúc này ở cấp độ tổn thương nhẹ thì chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Và người ta nghĩ rằng là thôi, nếu khó chịu nó cũng không có vấn đề gì lắm, cũng không cần phải nói ra mà không cần phải gì cả. Chỉ là mình bày tỏ cái mặt nó nặng nề một chút để bên kia có tự hiểu đấy thôi. Nếu có tự trọng thì tự hiểu. Chỉ đây giai đoạn tiên và không giải quyết. Cả hai cũng không đủ cái kỹ năng để thấu hiểu mình, thấu hiểu người khác. Không đủ cái kỹ năng để đọc vị được ngôn ngữ, đọc vị được hành vi, đọc vị được thái độ, đọc vị được các biểu cảm trong cuộc sống. Cho nên cứ nghĩ đó là bình thường. Thôi nó xị mặt là vì cái gì đấy. Thôi ông ấy nóng tính là vì cái gì đấy. Thôi ông ấy cáu là vì cái gì đấy chẳng hạn. Và chúng ta cứ khỏa lấp. Và chúng ta sẽ nghĩ vì một cái điều đó mà quên đi cái giai đoạn này. Giai đoạn là manh nha này. Thì giai đoạn manh nha này không được giải quyết thì nó mới dẫn đến giai đoạn 2. Qua giai đoạn kháng cự thì nó sang cái giai đoạn là oán giận. Giai đoạn oán giận. Vậy giai đoạn oán giận này được gọi là gì? Tâm trí bắt đầu phóng chiếu từ cái giai đoạn không thích. Thì bắt đầu đến cái giai đoạn là phóng chiếu quan điểm của mình. Khi mà người khác nói ra, khi mà người khác làm cái gì đó, thì mình bắt đầu là phóng chiếu cái quan điểm của mình ra. Rằng là, ông ấy làm thế này, chắc là thế này đây, chống đối mình đây, chắc là trêu ngươi mình đây. Thế còn người chồng thì bắt đầu là nhìn vợ là làm thế kia chắc là trêu ngươi mình đây, chắc là thách thức mình đây. Đấy, cái giai đoạn là người này làm thì người kia bắt đầu là chụp cái quan điểm mình lên để phóng chiếu vấn đề. Và hai người bắt đầu là giữ cái quan điểm phóng chiếu vấn đề lên nhau, và cái sự khó chịu nó càng tăng lên và nó trở thành nỗi oán giận trong hai người. Oán giận trong hai người. Vậy thì giai đoạn oán giận này nó cũng không được giải quyết và nó cứ tích tụ trong đấy, nó tích tụ trong đấy. Và cứ mỗi một hành động của người này thì bị người kia sáng tạo ra đủ kiểu. Ông này đi muộn hả? Muộn này chắc lại bù khú gì đây, chắc là lại gì có chuyện này chuyện nọ đây. Thế rồi người vợ mà về muộn hay thế nào đó thì dạo này có vẻ lại bắt đầu gì đây, bê trễ việc gia đình đây, vô trách nhiệm với gia đình đây, chắc là thách thức tôi đây. Nghĩ là chắc là không có mình ở đây thì gia đình sẽ bung bét lên đây, thì con trai không làm được việc đây. Cứ được thử xem. Thế là chúng ta phóng chiếu mọi cái hành động của nhau, ngôn ngữ của nhau, và bắt đầu chấp nhau từng câu chuyện một. Thì cái giai đoạn oán giận này cũng lại không được giải quyết. Và cố nín nhịn nhau, cãi nhau rồi lại cố nín nhịn nhau. Và vì không được giải quyết thì nó lại bắt đầu là bước sang giai đoạn tổn thương thứ tư. Giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn gọi là từ chối nhau. Bắt đầu từ chối nhau. Nghĩa là không cần nói với nhau về những việc quan trọng nữa, không cần hỏi nhau nữa. Bởi vì trước đó đã cãi nhau rồi, trước đó đã phóng chiếu nhau rồi. Thì đến giai đoạn này là không cần nói với nhau những chuyện quan trọng nữa. Việc anh cứ làm, việc tôi cứ làm. Và nói bỏ ngoài tai. Và mỗi người sẽ có một cái tổn thương riêng ở chỗ này. Mỗi người sẽ có tổn thương riêng cái này. Nó coi thường mình. Trong đầu hai người bắt đầu nói chuyện nó coi thường mình. Và cái cấp độ tổn thương này, cái cấp độ này nó gọi là cấp độ là từ chối nhau này, nó nặng nề rất nhiều. Và bắt đầu là quyết định, những cái quyết định trong đầu mình bắt đầu nó sáng rõ ra là mình phải bỏ đứa này thôi. Thế còn người phụ nữ này, mình phải bỏ thằng đàn ông này thôi. Nó không phải là cái đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình nữa rồi. Và cái giai đoạn này thì hai vợ chồng bắt đầu từ chối nhau. Bắt đầu là gì? Mỗi người phát triển theo một thiên hướng riêng. Mỗi người phát triển theo thiên hướng. Và bắt đầu lúc này là có mọi thứ ở bên ngoài. Và lúc này thì hai người đã có quyết định rõ ràng lắm rồi. Quyết định. Bất kể chuyện gì mà xảy ra thì đều phán xét ra quan điểm riêng. Ví dụ một người nào đó tỉnh táo muốn xây dựng lại mối quan hệ thì người này cũng cự tuyệt và bắt đầu là dùng cái quan điểm riêng của mình là phản kháng lại ngay lập tức.
Có thể lúc này là vì cái tự ái cá nhân, có thể cái này là vì cái tổn thương cá nhân trước đây không được giải quyết, mà bây giờ bỗng nhiên người này lại xoa dịu bằng cách nào đó thì người kia không chấp nhận. Và khi không được chấp nhận thì người này bắt đầu là gì? Bảo là, mình đã xuống nước. Mình đã xuống nước. Mình đã cố làm lành mà còn không được à? Đã thế thì lành làm gáo vỡ làm bôi. Thế là hai bên bắt đầu lại thù hằn nhau. Và đến cái cấp độ tổn thương thứ tư nó bắt đầu xảy ra. Cái cấp độ tổn thương thứ tư là cái cấp độ đè nén. Bắt đầu đè nén nhau. Bắt đầu thù hằn nhau, đè nén nhau, kiểm soát nhau và bắt đầu soi mói nhau từng tí một. Và bắt đầu là cái quyền sở hữu bắt đầu nó lại tăng lên. Không còn yêu nhau nữa, rất thù nhau nhưng lại kiểm soát nhau, đè nén nhau. Và cái giai đoạn này là gì? Cái tổn thương nhau nó đã làm gì? Bắt đầu là cái đè nén, cái kiểm soát này này, nó mạnh mẽ thì nó càng làm tê liệt đi cái cảm xúc của nhau. Cái cảm xúc rằng là anh là người tốt. Cái cảm xúc là em là người tốt. Cái cảm xúc là chúng ta đã từng có một cái giai đoạn yêu nhau rất là đẹp. Thì cái tổn thương nó nặng nề đến cái mức mà chúng ta bắt đầu là gì? Quên sạch cái đó. Quên sạch cái này đi. Và bắt đầu chúng ta coi nhau là gì? Tê liệt hết toàn bộ mọi cảm xúc. Và cả hai bên đều bắt đầu hạ thấp cái mong cầu về việc xây dựng lại mối quan hệ này. Hạ thấp cái mong cầu. Hạ thấp cái mong cầu bản thân đi. Và cả hai bắt đầu là gì? Thôi, chuyện gia đình thế này thì hỏng rồi. Và bắt đầu là tìm quên trong những cái hoạt động bên ngoài. Ví dụ như là người đàn ông thì bắt đầu thôi, gia đình đã như vậy rồi, tìm quên trong lao vào công việc. Lao vào công việc, rồi bạn bè. Rồi người phụ nữ thì thôi, tập trung vào con cái. Rồi là tìm quên trong bạn bè, rồi vui chơi, rồi là từ thiện, rồi picnic, rồi vào hội, vào hè. Và mỗi người tìm quên theo một hướng riêng, hòng là né tránh cái việc là phải đối mặt để giải quyết, để xây dựng gia đình. Nhưng cuối cùng là gì? Càng né tránh thì cái sức quật lại của những mâu thuẫn, những tổn thương này nó càng nặng nề hơn. Bởi vì cả hai người đã ở cái mức độ là gì? Hoàn toàn tê liệt cảm xúc của nhau, hoàn toàn phóng chiếu quan điểm vào nhau. Cho nên mỗi một cái thông tin bên ngoài mà nghe được thì bắt đầu lại tiếp tục phóng chiếu, tiếp tục lại sáng tạo ra những cái thứ nó rất là ghê gớm của nhau. Và cứ tích tụ, bởi vì không bao giờ ngồi với nhau để nói câu chuyện đấy rõ ràng nó là cái gì. Cho nên mức độ nó càng nặng nề hơn. Và như vậy thì cái kết cục nó rất là đau sẽ xảy ra, rằng là như đã nói ở trên, có thể là ly thân, rồi ly hôn, rồi bắt đầu là lầm đường lạc lối. Và cái hậu quả là gì? Thì chúng ta đều biết rồi. Hậu quả là nếu như gia đình này tan vỡ thì đầu tiên là những đứa con. Đầu tiên là những đứa con. Chúng sẽ bắt đầu trở thành những đứa trẻ tổn thương và nó thù hận cuộc đời. Nó thù hận cuộc đời. Và đây hầu như tất cả không biết rằng cái tổn thương này nó nặng nề một cách ghê gớm khủng khiếp, rằng nó đã gieo một cái nguyên nhân gốc rễ vào trong đứa trẻ này, và lớn lên nó sẽ trở thành một phiên bản nguyên si của ông bố bà mẹ. Là con gái, là con trai cũng vậy. Nó sẽ trở thành một phiên bản nguyên si và mang tất cả những cái ứng xử đó, mang tất cả những ứng xử đó để ứng xử với người bạn đời của nó sau này. Rằng nếu như trong cuộc sống mà nó thấy rằng là một ai đó tệ trong gia đình thì nó sẽ nhìn cái hình tượng đó nó rất tệ sau này. Ví dụ nó là người phụ nữ, nó là đứa con gái, thì sau này nó sẽ mang một cái giá trị gốc rễ trong mình là luôn luôn cảnh giác với đàn ông, bởi vì đàn ông rất là tệ. Nếu trong gia đình mà người phụ nữ là tệ thì người con trai sẽ mang một cái giá trị gốc rễ trong mình rằng là cảnh giác với con gái đấy, tất cả đều là như vậy, hãy cảnh giác. Và đấy là cái vết thương lòng rất lớn để cho con. Chưa kể câu chuyện thế này. Khi sinh ra một đứa con, rồi gia đình, vợ chồng mà mâu thuẫn đến cái mức độ như vậy, thì dù là gì, hai vợ chồng cứ ngậm bồ hòn làm ngọt với nhau và cố gắng không nói những cái điều mà xúc phạm nhau, hay là mắng mỏ nhau, hay nặng nề với nhau trước mặt con cái. Thế nhưng cái không khí, cái năng lượng của bố mẹ ứng xử trong gia đình đấy, vì nó trong cái khuôn khổ nhà đó, cho nên cái năng lượng tiêu cực đó nó hoàn toàn tự động ngấm vào đứa trẻ. Bởi vì tôi chia sẻ một đoạn này nó thuộc kỹ thuật một chút. Luật nhiệt động học và rất nhiều công trình nghiên cứu về nhiệt và hấp thụ nhiệt của vật chất thì đã nói ra rằng mọi vật chất trong cuộc sống này, mọi vật chất trong hành tinh này thì
tự bản thân đều hấp thụ một cái lượng nhiệt nào đó ở trong một môi trường cụ thể. Sau đó thì tự cái vật chất đó tự độc lập thì nó lại tỏa ra đúng cái nhiệt lượng mà nó hấp thụ ra ngoài. Giả sử rằng đây là một cái thỏi sắt đi chẳng hạn, một cái thỏi sắt. Và cái thỏi sắt này thì tôi bắt đầu để vào trong tủ lạnh. Tôi để trong tủ lạnh một ngày, đủ trong để trong ngăn đá một ngày. Và tôi bắt đầu lấy ra và tôi bắt đầu để trên tay của mình. Để trên tay của mình đây các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy cái điều gì trên tay mình nào? Ồ, cái cục sắt này nó rất là lạnh, rất là lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái vật chất này nó đã nằm trong môi trường lạnh và nó đã hấp thụ một cái lượng nhiệt như một cái lượng nhiệt là nhiệt lạnh. Và tự nó khi mà lôi ra khỏi cái môi trường đó thì tự cái nhiệt lượng đó nó sẽ tỏa ra và nó tác động ra ngoài ngoài môi trường một cái lượng nhiệt mà nó hấp thụ. Rồi. Vậy vẫn là cục sắt này, tôi lại đưa ra ngoài nắng, phơi suốt từ sáng đến tận chiều. Thế rồi thì chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều tôi lấy ra tôi mới để lên bàn tay này. Các bạn thấy gì nào? Trời ơi, bỏng rát lên, rất ra ngay một chút. Bởi vì sao? Bởi vì cái cục sắt này nó lại hấp thụ cái nhiệt lượng là nóng ở ngoài kia và nó lại bản thân nó lại tỏa ra một cái lượng nhiệt. Vậy thì hãy nhìn vào gia đình mình các anh chị. Hãy nhìn vào gia đình mình. Khi chúng ta đẻ ra những đứa con, kể cả nó đang nằm kia, nó chưa biết nói, nó chỉ biết khóc, chưa biết làm gì cả, nó rất là nhỏ, mấy tháng tuổi. Vậy thì cái nhiệt tiêu cực, cái năng lượng tiêu cực của hai vợ chồng mà nếu đã xích mích nhau từ cái giai đoạn rất sớm như vậy cũng đã tự động ngấm vào đứa trẻ đấy rồi. Rồi những cái câu mà đao to búa lớn với nhau thỉnh thoảng, dù kiềm chế đến mấy rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải va nhau. Bởi vì khi đứa trẻ đấy khóc thì hai người phải chăm sóc, mà chăm sóc không ổn một cái thì sẽ ném ra những cái câu mà xỉa xói nhau, nhiếc móc nhau. Và những câu đó thì đương nhiên tự động chui tọt vào đứa trẻ. Tự động chui tọt vào. Và mọi người sẽ không hiểu tại sao mà sao là mình thì ok thế này mà sinh ra đứa con mình sao bây giờ nó lại ngỗ ngược, nó lại khó nghe, nó lại khó tính, nó lại cáu bẳn hay nó lại tự kỷ như vậy. Nó bị tổn thương. Nó bị tổn thương ở cái cấp độ trẻ mà mọi người đã không biết. Vậy thì ai tạo ra điều đấy vậy? Bố mẹ. Chính bố mẹ đã tạo ra điều đấy, gọi là nhân và quả. Nhân và quả. Và các bạn sẽ thấy đấy, sau này khi mà những vợ chồng như vậy thiếu cái kiến thức về quan hệ vợ chồng, thiếu cái kiến thức về nuôi dạy con, rồi sau này khi những đứa con nó lớn lên và bắt đầu nó lại mang cái thứ đó nó ứng xử với những người vợ, người chồng nó lấy, và những cái bố mẹ đấy bắt đầu đau đầu. Không những cuộc đời mình đã tan nát rồi mà bây giờ lại chuẩn bị chứng kiến cái cuộc đời đứa con nó cứ mâu thuẫn thế này và nó dội vào cái đầu này. Đấy cũng là nhân và quả. Nhân và quả. Thôi ngược trước nó, lấy nhau ở cái giai đoạn rất vui vẻ rồi cũng đã không biết chăm bẵm, không biết đầu tư và phát triển bản thân để hiểu biết về mình, hiểu biết về con người, hiểu biết về các mối quan hệ. Đấy cũng là nhân và quả. Nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ mang cái thứ không hiểu biết ra ứng xử với nhau, mang cái thứ tâm thức thấp ra để ứng xử với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái quả. Kết quả là không mong muốn. Còn nếu mà hiểu biết thì chúng ta mang tâm thức cao, mang tính xây dựng, mang tính tích cực, mang tính sáng tạo. Để sáng tạo, để luôn luôn chăm sóc được cái hạnh phúc gia đình mình thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc, nó nở hoa và mọi chuyện sẽ tốt. Đấy là gì? Đấy là cái thứ mà chúng ta gây họa cho những đứa con và sau này nó trở thành cái thứ mà NLP thì phân tích rất rõ các anh chị, cực kỳ rõ là tại sao và nó sẽ trở thành cái gì. NLP nó như tấm bản đồ anh chị. NLP lập trình ngôn ngữ tư duy. Với tư cách là một nhà huấn luyện, tôi hiểu rất rõ sâu sắc, cho nên tôi mới chia sẻ những điều này từ trái tim đến các anh chị, để ngay lập tức các anh chị chúng ta hãy học phát triển bản thân đi. Mà cái cần học đầu tiên là NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Tại sao là lập trình ngôn ngữ tư duy? Bởi vì từ cái tư duy này nó mới quyết định chúng ta dùng ngôn ngữ gì để nói với nhau giữa hai vợ chồng. Từ cái tư duy này, từ cái bộ não này này, nó mới quyết định là chúng ta có thái độ thế nào với nhau giữa hai vợ chồng, là đối kháng nhau hay là hòa hoãn với nhau. Từ cái tư duy này nó cũng quyết định là chúng ta là có ý thức, có trách nhiệm như thế nào trong cuộc sống giữa hai vợ chồng. Một là có thể hòa hợp, hai là lại đối chọi nhau. Có phải không ạ? Từ cái bộ não này này, từ cái tư duy này này, thì chúng ta mới quyết định ra mọi chuyện nó như vậy. Cho nên để mà cải thiện mọi cái kết quả bên ngoài
thì chúng ta vẫn đầu phải tập trung vào cái thứ bên trong, tức là tập trung vào đầu tư lại cái bộ não này này, lập trình lại đi, để cho nó có một cái trình để nó chỉ đạo cái hành vi hành động bên ngoài, ngôn ngữ bên ngoài nó đúng, nó chuẩn mực, thì nó sẽ giải quyết được những hậu quả mà nó đang xảy ra, nó sẽ giải quyết được chiến tranh, nó sẽ giải quyết được những vấn đề như là chuẩn bị đổ vỡ rồi ly hôn rồi là thù hằn rồi là đủ thứ như vậy. Chỉ có khoa học NLP mới giải quyết được vấn đề đó. Rất nhiều công cụ cực kỳ đơn giản. Mà nếu như có học trò nào tôi ở đây đã từng học như vậy thì các bạn hãy comment. NLP mặc dù ở cấp độ 1 thôi, cái khóa học gọi là NLP Practitioner cấp độ 1 thôi, thì có nhiều công cụ để giải quyết cực kỳ đơn giản những mâu thuẫn này không? Và có những cái mô đun cực kỳ dễ hiểu và cực kỳ khoa học để chúng ta hiểu biết rất rõ rằng mình là ai, tại sao mình lại thế này không? Và chỉ khi chúng ta hiểu rõ rằng mình là ai, mình sinh ra từ đâu, tại sao mình lại có cái thái độ này, tại sao mình lại có năng lực này, tại sao mình lại có cái thói quen này, tại sao mình lại có cái cách ứng xử kiểu này. Và mỗi người có một cái cách ứng xử như vậy thì nó tạo ra kết quả tương ứng. Và kết quả đấy nó thể hiện bằng hạnh phúc của vợ chồng. Nó thể hiện bằng cái mối quan hệ giữa vợ và chồng và giữa bố và con. Nó thể hiện bằng cái sự trưởng thành của đứa con. Và đứa con đấy nó đang phản ứng với xã hội như thế nào. Thì đấy là cái kết quả phản ứng lại với bố mẹ. Và như phần đầu tôi nói các anh chị, như phần đầu tôi đã nói với các anh chị, mối quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Bởi vì đây là mối quan hệ đi xuyên suốt cuộc đời chúng ta. Mối quan hệ đi xuyên suốt cuộc đời. Bố mẹ chúng ta rồi cũng đến lúc mà các cụ 250, rồi đến cái giai đoạn chúng ta bắt đầu là vào cái giai đoạn là tuổi già thì bố mẹ bắt đầu 250. Nhưng cái giai đoạn như vậy rồi thì cái mối quan hệ vợ chồng này nó còn đi xuyên suốt cuộc đời. Bởi vậy hãy chú ý đến nó, hãy hiểu biết về nó. Và hiểu biết về nó rồi thì ứng xử tốt với nó, hãy chăm sóc nó để giải quyết được mọi vấn đề. Và ở đây thì tôi mới chỉ nói về cái hậu quả để gây cho những đứa con thôi. Nhưng mà các bạn có biết không, chúng ta đang tạo ra, nếu mà có ai đó thì đang tạo ra cái thế hệ thứ hai như vậy, và thế hệ thứ ba nó cũng như vậy. Và chúng ta đang tạo nghiệp rất là nặng khi mà bắt đầu chính từ mình để tạo ra thế hệ nghiệp như vậy. Chưa kể những cái câu chuyện rằng nhiều người đã không hiểu về vấn đề này thì còn đổ lỗi, rồi là dùng bỏ, rồi là rất nhiều cái thứ mà thuộc về những nguyên tắc cuộc sống, những đạo lý cuộc sống, những cái luật vô hình trong cuộc sống thì không thể chấp nhận được. Và điều đó thì sẽ xảy ra rằng là nó sẽ ứng vào tất cả các mối quan hệ xung quanh. Nó sẽ ứng vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của mỗi cá nhân, của mỗi con người. Ví dụ như là vào công việc kinh doanh, ví dụ như là vào các cái sự nghiệp, vị trí công tác, nó ứng vào các cái mối quan hệ. Ví dụ như là những người chức sắc thì họ rất là sợ hãi trong cái việc là vợ chồng mà tan vỡ ly hôn, nên họ cố nén để sống. Bởi vì sao? Bởi vì là vị chức sắc rất là cao, trọng vọng như vậy mà gia đình lại đổ vỡ thì nó không đẹp một tí nào cả, thì nó không có uy tín một tí nào cả. Cho nên là gì? Mà họ cũng không có cái năng lực, họ cũng không biết là giải quyết vấn đề này vì sao. Cho nên họ chịu đựng, thì họ lao vào công việc, họ không quan tâm gia đình. Và như vậy thì không quan tâm đến gia đình thì đã để ra một cái lỗ hổng lớn cho con cái rồi. Nên chúng ta mới thấy ở ngoài cuộc đời kia rất nhiều vị thành công về tiền bạc, thành công về danh vị, nhưng mà hậu phương thì lại không ổn lắm. Hậu phương thì lại không ổn. Có vẻ có một cái điều gì sai sai trong cái việc là ứng xử hay quan hệ, trong cái sự hiểu biết tâm thức thấp và tâm thức bậc cao ở đây chăng? Không phải chăng nữa, mà chính xác nó là như vậy. Vậy tôi chia sẻ trong chủ đề này với lại các anh chị em rằng mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ quan trọng thứ hai trong cuộc đời chúng ta. Mối quan hệ quan trọng số 1 là kết nối với bố mẹ, hóa giải tất cả những bất đồng với bố mẹ. Và mối quan trọng thứ hai là mối quan hệ với vợ, với chồng. Vậy thì nếu như đang bất đồng thì hãy tìm mọi cách để hóa giải cái điều này. Mà hóa giải thì rất dễ, rất đơn giản. Khoa học NLP có rất nhiều công cụ để hóa giải cực kỳ đơn giản mà cực kỳ dễ chịu. Tôi đã huấn luyện, tôi đã coaching cho rất nhiều cặp vợ chồng, hàng chục cặp vợ chồng bên bờ ly hôn rồi, bên bờ vực của sự ly hôn rồi, bỏ về nhà mẹ đẻ mấy tuần rồi, để đang viết giấy để chờ ngày ra tòa thôi. Và hai bên đều đồng ý thôi, cho hai đứa nó bỏ nhau đi rồi. Nhưng mà cuối cùng chỉ bằng một cái kỹ thuật của NLP thôi thì hai vợ chồng đã quay lại với nhau và còn yêu nhau hơn ban đầu, bởi vì họ đã có con với nhau rồi. Và qua một cái kỹ thuật này họ thấu hiểu nhau hơn và họ lại còn gì? Yêu nhau hơn cái thời gian ban đầu.
rồi rất nhiều đôi vợ chồng nhiều khác đang ở cái mức mà chiến tranh lạnh, hay đang ở cái mức là bắt đầu bước vào cái giai đoạn đè nén nhau. Nhưng mà sau khi giải quyết những cái kỹ thuật, ở trong đó có một cái kỹ thuật gọi là ba vị trí nhận thức, ba vị trí nhận thức, thì bắt đầu được giải phóng hoàn toàn cái quan điểm, cái gọi là cái tâm thức thấp của mình, để bắt đầu lựa chọn cái cách tâm thức cao để xây dựng lại cái hạnh phúc gia đình. Và như vậy, ngay tại những khóa học của tôi thôi, chỉ sau khi họ làm được cái kỹ thuật đó xong, thì ngay hôm sau đến lớp thôi, họ đã thấy rồi, mọi chuyện quá dễ dàng và mọi chuyện quá vui vẻ. Vậy 3-4 hôm sau, một tuần sau nữa mà gặp lại nữa, thì họ đều thấy rằng, ô trời, sao lại hay thế này? Mình chỉ có thay đổi một tí thôi mà tất cả mọi chuyện xung quanh mình nó thay đổi hết là thế nào? Hay quá anh ơi, NLP quả thật tuyệt vời. Đấy anh chị ạ. Mọi vấn đề trong cuộc sống này chúng ta đều có cách giải quyết, thậm chí còn rất là đơn giản. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết về vấn đề đó, nó xuất phát từ đâu, tại sao nó như vậy, và cách nào để hóa giải nó, thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi thứ, và chúng ta sẽ kiến tạo nên cuộc đời của chúng ta thực sự như mong muốn, và nó vừa viên mãn, nó vừa thành công, và như thế nó lại vừa gì giúp chúng ta có cái sức khỏe. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Và bây giờ là 11:15 rồi. Có lẽ cái chủ đề hôm nay tôi chia sẻ với các bạn khá là kỹ, và tôi hy vọng rằng các bạn, nếu ai đó nghe livestream này và đang trong tình trạng này, thì bạn hãy tìm cách giải quyết đi, tìm mọi cách để giải quyết đi. Và nếu đã không còn các cách nào khác, thì hãy tìm đến tôi. Tôi sẵn sàng với các bạn, và tôi cam kết với các bạn, tôi giải quyết được một cách dễ dàng và nhẹ nhàng, và trả lại cho các bạn một cái tinh thần sảng khoái và một cái tình yêu đối với gia đình, đối với chồng, đối với vợ và những đứa con. Đừng gây ra, thứ nhất là những cái hậu quả cho những đứa con mà mình sinh ra. Thứ hai, đừng tạo ra những cái nghiệp của mình. Nó rất là tệ, nó rất là hại đấy, xét về tâm linh. Thế còn xét về vấn đề là cái thế giới vật lý thì nó cũng không thuận lợi một chút nào, khi mà các mối quan hệ sau lưng mình, những mối quan hệ quan trọng như vậy, nó mâu thuẫn và nó rút cạn năng lượng, năng lực của mình mỗi ngày, không tập trung để làm được điều gì đâu các bạn. Tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn, giúp các bạn giải quyết vấn đề của mình một cách êm đẹp và đầy hạnh phúc. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Và tôi cũng là một trong những thành viên rất nhiều năng lực trong cộng đồng Oneness, một cộng đồng về thức tỉnh cái tâm linh, thức tỉnh sự hợp nhất trong mình. Và vì vậy, tôi rất là hào hứng và cũng từ trái tim tôi để chia sẻ các bạn những cái giải pháp mà chúng ta gặp bất kể vấn đề gì trong cuộc sống, từ bế tắc về tinh thần, stress về tinh thần, về mối quan hệ, cho đến vấn đề bị loay hoay, bế tắc trong vấn đề là kinh doanh, thiết kế kế hoạch chiến lược, hay tất cả các mối quan hệ xây dựng đội nhóm. Thì hãy liên hệ với tôi. Tôi cam kết với các bạn, tôi cam kết với các bạn, bằng năng lực, bằng uy tín, bằng trái tim tôi có đầy đủ công cụ để giúp các bạn hóa giải mọi vấn đề và đạt được kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ xin tạm biệt, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại với nhau trong một video khác với một cái chủ đề cũng giá trị để giúp các bạn có thể kiến tạo được cuộc sống tốt đẹp hơn. Chào các bạn.